Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cổ động viên Đông Nam Á phản ứng bất ngờ khi U20 Việt Nam bị loại. Huấn luyện viên Park Hang-seo tái ngộ Công Phượng ở Bình Phước. Lộ diện 3 cái tên đấu giao hữu với tuyển U17 Việt Nam tại Nhật. Thái Lan nhận tin sét đánh sát trận derby Đông Nam Á. Mời các bạn cùng đón nghe. Lộ diện 3 cái tên đấu giao hữu với tuyển Việt Nam tại Nhật. Các bạn thân mến, đội tuyển U17 Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản và chúng ta sẽ có 3 trận giao hữu chất lượng nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025. Đội ngũ của thuyền trưởng Cristiano Ronaldo sau khi hội quân và tập luyện 2 tuần tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF ở Hà Nội đã chốt danh sách 27 cầu thủ đi Nhật Bản. Trong đó thì không có cầu thủ Việt kiều Úc Maxwell James do anh chưa kịp thích nghi với đội bóng. Kế hoạch tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2024 tại tỉnh Hamamatsu của Nhật Bản, nơi mà đội tuyển sẽ thi đấu với đội tuyển sinh viên đại học Shizuoka ngày 3 tháng 10, tuyển sinh viên đại học Shizuoka Sangyo ngày 6 tháng 10 và tuyển sinh viên đại học Tokuha ngày 9 tháng 10. Đây là những đối thủ mà Việt Nam kỳ vọng là sẽ giúp đội tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Sau đợt tập huấn ở Nhật, đội sẽ về nước ngày 10 tháng 10 để chuẩn bị cho các trận đấu tại sân nhà trong khuôn khổ vòng loại U17 châu Á 2025 với Việt Nam là chủ nhà bảng Y. Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân Việt Trì Phú Thọ từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10, với lịch thi đấu lần lượt gặp Kyrgyzstan vào ngày 23 tháng 10, Myanmar ngày 25 tháng 10 và Yemen ngày 27 tháng 10. Được biết thì một năm trước, U17 Việt Nam cũng có đợt tập huấn ở Hamamatsu dưới sự dẫn dắt của ông Hoàng Anh Tuấn. Đội kết thúc hành trình tại vòng bảng U17 châu Á 2023 sau trận hòa Ấn Độ và 2 trận thua trước Nhật Bản và Uzbekistan. Cổ động viên Đông Nam Á phản ứng bất ngờ khi U20 Việt Nam bị loại. Như đã thấy, thất bại 0-1 khiến U20 Việt Nam dậm chân ở vị trí nhì bảng A, đồng thời thì chúng ta đứng thứ 6 trong danh sách 10 đội hạng nhì, qua đó thì không thể giành vé vớt đến vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc. Điều đáng nói là ở loạt trận muộn diễn ra cùng ngày, ngày 29 tháng 9, U20 Kyrgyzstan và U20 Úc đều hòa đối thủ, qua đó họ vượt lên vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng các đội nhì. Bên cạnh đó thì Thái Lan và Sóc Đan cũng thua ở lượt trận cuối. Họ có cùng 6 điểm với chúng ta nhưng vẫn giành vé đi tiếp. Chứng kiến U20 Việt Nam để thua U20 Syria 0-1 và không thể giành được vé tham dự vòng chung kết, nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã không tin vào mắt mình và họ cho rằng là U20 Việt Nam đã có quá nhiều lợi thế nhưng lại gây thất vọng lớn. Cụ thể thì chia sẻ trên trang ASEAN Football sau khi biết tin U20 Việt Nam bị loại dù đã có 9 điểm qua 3 trận thắng, cổ động viên có tên ở Refi bình luận: "Hãy mạnh mẽ lên, Việt Nam và Campuchia gần như đủ điều kiện. Như vậy là cũng tốt rồi. Và ngay cả khi vô địch Merdeka của tôi ám chỉ là Malaysia, không còn thấy trên bảng xếp hạng." Một người dùng khác thì chia sẻ là 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Rất tiếc là Việt Nam đứng thứ 6. Thật đau đớn. Tài khoản có tên là Huy Rang chỉ ra rằng là thời kỳ đen tối với bóng đá Việt Nam. Còn đối với Malaysia thì không có gì ngạc nhiên vì trình độ của họ là vẫn ngang bằng với Brunei. Tài khoản Arif tỏ ra ngạc nhiên cho rằng Việt Nam đang đùa tôi đấy à? Các bạn là nước chủ nhà nhưng lại không đủ điều kiện đi tiếp. Các bạn ổn chứ? Đồng thời thì tài khoản này cũng gửi lời động viên: hãy trở lại mạnh mẽ U20 Việt Nam và Campuchia. Bên cạnh đó, cổ động viên Antom Fami đánh giá Thái Lan đã may mắn khi có Brunei trong bảng đấu. Tất cả các đội bóng trong bảng đều ghi được rất nhiều bàn thắng vào lưới Brunei, bao gồm cả Thái Lan. Salman Al-Farizi cho rằng: đừng vội mừng nhé Indonesia. Họ cũng vậy, nếu đối thủ giống Malaysia có thể là không vượt qua được vòng loại. May mắn Indonesia được gặp Đông Timor và Maldives. Các bạn thân mến, như đã thấy thì U20 Việt Nam có đầy đủ mọi lợi thế từ thiên thời địa lợi và nhân hòa. Nhưng các cầu thủ do ông Hứa Hiền Vinh dẫn dắt đã để hụt chiếc vé tham dự vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2025. Thất bại này có thể coi như là VFF đã không nâng cấp đúng vị trí trọng yếu
đó là thuyền trưởng sau bài học thất bại tại giải U19 Đông Nam Á trước đó. Tại sân Lạch Tray Hải Phòng, với tư cách là trưởng bảng, Việt Nam đã làm mưa làm gió trước những đội yếu như là Bangladesh, Bhutan hay là Guam. Nhưng khi gặp đội cứng cựa hơn là Syria thì bộc lộ nhiều yếu kém, bế tắc từ đấu pháp cho đến khả năng xử lý cá nhân, phối hợp đồng đội. Thua 0-1 trước Syria, chúng ta rớt xuống nhì bảng và rồi thì hụt luôn chiếc vé đành làm khán giả của vòng chung kết U20 châu Á sau nhiều kỳ liên tiếp có mặt ở sân chơi này. Thực ra thì hơn 2 tháng trước khi đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu tại giải Đông Nam Á đã bộc lộ nhiều hạn chế và chúng ta đã sớm bị loại ngay từ vòng bảng. Đó là một tập thể rời rạc, thiếu tự tin và không dám chơi bóng trước các đồng nghiệp cùng trang lứa. Thậm chí đội bóng của ông Huy Hiền Vinh còn kém cả về mặt thể lực. Ban huấn luyện U19 Việt Nam khi đó chưa thể hiện được dấu ấn chiến thuật hay là định hình phong cách thi đấu rõ ràng cho tập thể này. Lẽ ra thì VFF phải nhìn thấy những lỗ hổng trên, mạnh dạn thay đổi thành phần ban huấn luyện, giao trọng trách thuyền trưởng cho những người thầy phù hợp hơn, có chất lượng hơn nhằm tạo ra sinh khí mới, cải thiện lối chơi, phát huy thế mạnh của lứa cầu thủ như là Công Phương, Minh Tiến tại vòng loại U20 châu Á. Và thật tiếc là VFF đã thiếu quyết đoán, không thay đổi triệt để ở thượng tầng ban huấn luyện U20 để dẫn đến kết quả kém như vừa qua. Huấn luyện viên trong quá trình làm việc thì thành công hay thất bại là chuyện thường. Nhưng khi những hạn chế ở thượng tầng ở U19 Việt Nam đã bộc lộ trước đó tại giải Đông Nam Á, họ vẫn được giao trọng trách và vấn đề bất ổn lại nằm ở cách dụng nhân của VFF. Bài học từ chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia của ông Jurie hay là việc thay tướng ở đội tuyển U16 hiện là vẫn còn nóng hổi, nhưng những người có trách nhiệm vẫn không thuộc bài. Chiếc vé dự vòng chung kết U20 châu Á thực ra thì không phải nhiệm vụ bất khả thi vì chúng ta cũng đã nhiều lần xác lập được sự có mặt của mình ở vòng chung kết từ năm 2002, 2006, rồi 2010, 2023. Và cũng nhìn vào quá khứ thì rõ ràng là chúng ta đang rơi vào tình trạng phú quý giật lùi. Có lẽ Việt Nam chưa chú trọng đến mức chuyện đào tạo trẻ và giao trọng trách huấn luyện, đào tạo thế hệ cầu thủ kế cận cho những người chưa được chuẩn hóa về năng lực. Huấn luyện viên Bang Sơ tái ngộ Công Phượng ở Bình Phước. Để chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất 2024-2025 sắp khởi tranh, Bình Phước đã chiêu mộ nhiều tân binh và như các bạn đã biết thì trong đó nổi bật nhất chắc chắn phải là tiền đạo Nguyễn Công Phượng từ câu lạc bộ Nhật Bản Yokohama FC. Không những vậy, đội bóng này còn chuẩn bị ra mắt học viện đào tạo trẻ theo mô hình Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 10 tới, câu lạc bộ Bình Phước sẽ chính thức ra mắt học viện này trong lễ xuất quân mùa giải mới. Một trong những khách mời đáng chú ý nhất của sự kiện đó là cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Bang Sơ. Như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có dịp tái ngộ học trò cũ Công Phượng, người từng gắn liền với thành công của ông ở các cấp độ từ đội tuyển U23 cho đến đội tuyển quốc gia. Công Phượng vào lúc này đã là 29 tuổi và không còn hay phong độ cao như xưa, nhưng vẫn là cái tên đáng chú ý ở giải hạng nhất. Tại Bình Phước, Công Phượng đã chọn áo số 70 lạ lẫm. Chia sẻ về điều này, tiền đạo sinh năm 1995 cho biết: "Tôi không quan trọng về con số trên áo thi đấu. Tuy 70 chỉ là một con số ngẫu nhiên, nhưng đó là lựa chọn của tôi vì tôi tin sẽ có nhiều may mắn với con số này." Không chỉ Công Phượng, huấn luyện viên Passer cũng sẽ gặp lại cựu tiền đạo Anh Đức, người đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Bình Phước. Trong quá khứ thì Anh Đức từng có thời gian làm trợ lý và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ chính ông thầy của mình, huấn luyện viên Passer. Thái Lan đón tin kém vui về lực lượng trước trận derby Đông Nam Á tại Kings Cup 2024. Theo kế hoạch, giải đấu thường niên Kings Cup 2024 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 15 tháng 10. Ngoài chủ nhà Thái Lan thì Liên đoàn bóng đá nước này đã mời 3 đội tuyển khách mời bao gồm đội tuyển Syria, đội tuyển Tajikistan và một đại diện khác ở khu vực Đông Nam Á là đội tuyển Philippines. Như đã đưa tin thì là thăm may rủi đã tạo nên trận derby Đông Nam Á giữa tuyển Thái Lan và Philippines ở vòng bán kết khi đội tuyển Tajikistan chạm trán Syria. Để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà của mình, huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan Masatada Isi đã quyết định gọi 51 cầu thủ lên đội tuyển. Những gương mặt trụ cột góp mặt như là Chanathip, Elias, Dora hay là Supachok, Supachai đều có mặt. Thực tế, đây mới chỉ là danh sách sơ bộ. Dự kiến, ngày 30 tháng 9, ông Isi sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ chính thức đồng hành cùng tuyển Thái Lan tại Kings Cup 2024.
Tuy nhiên thì tính đến 16 giờ ngày 30 tháng 9, danh sách cuối cùng vẫn chưa được hé lộ. Đáng chú ý là theo truyền thông của Thái Lan, tiền vệ Suphanchoch Saracat mới đây đã buộc phải xin rút lui khỏi danh sách đội tuyển quốc gia. Sở dĩ, theo thông báo mới của câu lạc bộ Hokkaido Kosaro Sapporo ở J-League Nhật Bản, đội bóng chủ quản của Suphanchoch, thì tiền vệ người Thái Lan đã không may gặp phải chấn thương gân kheo trong quá trình thi đấu. Sau đó thì khi tìm hiểu, tờ Sia Sport của Thái Lan cho biết là Suphanchoch sẽ cần khoảng 4 tuần để hồi phục. Như vậy là anh chỉ có thể trở lại thi đấu từ vòng 34 J-League diễn ra vào ngày 19 tháng 10, tức là 4 ngày sau khi Kings Cup 2024 hạ màn. Có thể thấy, việc không có được sự phục vụ của tiền vệ dày dặn kinh nghiệm trận mạc như là Suphanchoch sẽ là một tổn thất lớn với đội tuyển Thái Lan. Dù vậy thì trong số 51 cái tên được nhắm, ông Isi chắc chắn đã có những tính toán kỹ lưỡng để chốt lại đội hình mạnh nhất sát cánh với các đồng đội ở giải này. Theo lịch thi đấu thì cả hai trận bán kết sẽ đều diễn ra vào ngày 11 tháng 10. Đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào trận chung kết tranh ngôi vô địch Kings Cup 2024 ngày 14 tháng 10. Ở chiều ngược lại thì hai đội nhận thất bại ở bán kết cùng vào thi đấu trận tranh hạng 3 diễn ra vào ngày 14 tháng 10. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.